Xin chào mọi người nha. Tiếp tục hôm nay em lên video số 433. Thì trong lô hôm nay là có tổng cộng là 18 mã cần. Hôm nay em sẽ lên toàn bộ là cần carbon hết. Nó sẽ gồm cần ISO nhé, ISO khoen nhỏ, ISO khoen lớn và một vài cây cần khúc. Lô hôm nay thì lô cần ngày hôm nay thì ngoại hình cần còn rất là sáng đẹp. Thì em cũng sẽ ship hàng toàn quốc cho khách nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán và phí đồng giá là 40.000 một đơn hàng. Khách lấy từ 2 cần thì em sẽ bao phí ship nha mọi người. Rồi mọi người có nhu cầu đặt hàng vui lòng gọi giúp em vào số điện thoại 0932455407 hoặc là nhắn tin trực tiếp vào bên Zalo cũng là số điện thoại này luôn để em chốt đơn nhanh hơn nhé. Rồi em giới thiệu mã đầu tiên, số 1 nè. Số 1 ở đây em có là một cây cần lóng ngắn. Cái này là một cây cần tay của Daiwa nhé. Rất là đẹp nha. Cái này còn túi nè. Túi của nó luôn. Cái này lóng ngắn. Carbon 2 da. Đấy. Carbon 2 da. Dòng Daiwa Wicker nhé. Dòng carbon Wicker nè. Lóng ngắn. Cái này chiều dài thu gọn của nó chỉ có là 44cm. Và nặng chỉ có 70g thôi nha. 70g thôi. Rồi, tổng thể nó như thế này đây. Cần có túi nút đầy đủ. Chui của cần. Chui của nó này. Hãng của cần là hãng Daiwa. Chất của nó thì là chất carbon xoắn 2 da chứ này hết. Bon Wicker dài 3m6 nha. Rút ra rất là thẳng, độ cứng tương ứng cây này khoảng 2h rưỡi tới 3h. Rút ra thì nó rất là thẳng nảy nha. Ngọn này. Ngọn này tầm 0.5 0.6 ly thôi nha. 0.5 0.6 ly. Ngoại hình mới nha. Từ lóng thứ hai thì là carbon xoắn này nè. Dòng carbon Wicker xoắn 2 da xoắn chéo từ phần lóng thứ hai trở đi nha mọi người. Cái này còn mới lắm. Cái lóng bên trong đây. Sáng mới. Đầy đủ nút. Có nút có túi đầy đủ nha. Bên trong rất là mới đẹp. Tem nhãn của cần đây. Carbon Wicker dài là 3m6 và cứng tầm 2h rưỡi tới 3h. Chưa của nó này. Cái này thu gọn 44cm nha. 44cm. Tổng thể của cần mã số 1 nặng là 70g. Cây số 1 giá 750. Số 1 giá 750.000. Tiếp tục em sang cây số 2. Số 2 là cần. Cây số 2 là một cây cần rút carbon. Cây này cứng 30 và chiều dài 2m4 nha mọi người. Cứng 30, dài 2m4. Phần gốc của nó này. Cái này là dòng cần hàng nội địa nhé. Cần của Osaka. Osaka Fishing. Chui của nó là chui nhôm vặn như thế này. Góc cần ở đây có độ lớn là 21 ly. Bát Fury, khoen bát của cần này toàn bộ là Fury hết. Thông số của cần là 30 và 2m4 nè. Nó nhỏ dần về phía đầu giống ngọn. Ở trên đây nó còn 12 ly nhé. Khoen bát là Fury hết. Khoen Fury giỏi xứ xám. Cây này có một vị trí khoen ở đây nó hơi bị nứt nhẹ cái vòng kim loại ở đây một xíu nè. Đấy. Còn lại các khoen khác ok hết nha mọi người. Khoen bát tất cả là Fury xứ xám. Vòng khoen đầu tiên có hơi bị nứt chân nhẹ. Nứt một xíu thôi. Cái này phần ngọn em đo là 1 ly 4. Chất của cần này nó là carbon xoắn. Carbon xoắn vọc. Đây. Carbon xoắn vòng nha. Lóng thứ hai. Cái này cũng còn khá là đẹp. Ba lóng tất cả. Cứng 30, dài là 2m4. Tổng thể của cần như thế này. Mã này là cần số 2, nặng là 158g, thu gọn 90cm. Cái số 2 giá 600.000. Mã số 2 giá 600. Tiếp tục mã số 3. Cái số 3 này là một cây cần ISO khoen nhỏ nha. Cây này của nó cũng rất là đẹp nha. Màu của nó là dạng màu xanh xám á. Xanh xám ngọn số 3 dài 4m5. Chui của nó này. Phần chui của cần này. Phần góc. Góc này nó phủ nhám cái phần này. Vị trí ở đây nó có một cái vết tróc nhẹ nhẹ nhé. Tróc sơn nhẹ nhẹ thôi.
Góc ở đây là 22.2 ly. Khoan bát cần toàn bộ là Fury hết. Cái này bát của nó là Fury F7. Thông số của cần đây. Ngọn số 3 dài 4,5 m nha mọi người. ISO. Dòng ISO 2 carbon. Cái này hàng của Hàn Quốc xuất Nhật nhé. Ngọn 3-4,5 m. Các khoen của cần này nó là khoen Fury hết. Đây, các khoen của cần đều là khoen Fury lõi xám nha. Cần này gồm 2, 4, 6, 8, 9 khoen cả đầu bu. 9 khoen gồm cả bu. Cái này phần ngọn là ngọn 1 ly nha mọi người. Ngọn 1 ly. Phôi cây này nó còn rất là đẹp. Phôi đẹp mới. Đây là lóng đầu tiên, lóng ngọn nha. Lóng 2. Đây, đầu lóng này nó phối màu nè. Đây, lóng thứ 2 đây. Carbon xoắn vòng hết. Còn rất là mới đẹp. Đây lóng kề góc của nó này, gọi hình sáng bóng luôn nhé. Phần góc của cần đây. Phần góc thì nó làm cái màu màu sơn mù nhé. Còn ở bên góc lóng bên trong thì sơn bóng loáng rất là đẹp. Ngọn số 3, 4,5 m. Màu xanh xám. Rồi tổng thể cần. Cái này là mã số 3, nặng 228 g, chiều dài thu gọn 105 cm. Thằng ISO khoen nhỏ ngọn số 3, dài 4,5 m. Giá là 700.000, mã số 3 giá là 700. Cây tiếp theo cây số 4. Số 4 em cũng có một cây dòng ISO khoen nhỏ luôn. Cây này là dòng hàng của Waco, Waco hàng của Hàn Quốc xuất Nhật. Phần chui của nó là dạng chui nhôm nhá. Cây này là chui nhôm chui vặn. Phần gốc này hàng này là của Waco made in Korea. Cái này này có màu nâu đỏ nha, màu nâu. Gốc là 22.6 ly. Cái này ngoại hình nó cũng còn khá là đẹp luôn. Còn sáng nhá. Pad khoen pad đều là Fury hết. Dòng pad Fury FS7. Dòng này nè, Fishing Focus ngọn số 3 dài 5,4 m nha mọi người. Màu của nó là màu nâu gánh dáng như vậy. Fishing Focus. Đấy, màu của nó này. Khoen của cần này cũng là Fury hết. Tất cả là Fury loại xám. Cái này gồm có 2, 4, 6, 8, 10 khoen cả bu. Khoen Fury loại xám hết. Các khoen còn rất là mới nha. Ngọn số 3 dài 5,4 m. Cái này phần ngọn em đo là 1.1 ly. Cái này ở các lóng nó đều có cái màu nâu cánh gián hết. Nâu đỏ nha. Đấy, carbon xoắn vòng từ gốc tới ngọn nha mọi người. Lóng thứ 2 đây. Lóng thứ 2 nha. Lóng 3 này. Đây là lóng thứ 3 nhé. Đấy, carbon phôi của nó là phôi xoắn vòng. Rất là đẹp luôn. Cái chỗ nào mà cây nào mà nó có trầy xước nhiều như thế nào là em sẽ đi kỹ nha. Đi kỹ chi tiết cái phần mà nó bị trầy xước. Còn cần mới đẹp, bóng đẹp thì em đi nhanh nhé mọi người. Này còn khá là ok, chạy xước ít. Lóng gốc của cần đây. Xước dâm nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ ở vị trí này thôi. Đấy. Fishing Focus ngọn số 3 5,4 m nha mọi người. Ngọn số 3 5,4 m quen bát Fury, hàng này là của Waco. Rồi tổng thể cần đây, phần chui của nó này. Cái này là mã số 4, nặng là 326 g. Thu gọn 100 cm. Cái này cái số 4 này giá 750.000 nha. Dòng Waco này phôi nó rất là dày nha mọi người. Giá 750, mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Số 5 là một cây, cái này cũng một cây ISO. Cây này hàng của Nissin nha. Cái này hàng Nissin và nó còn nguyên hộp luôn. Nguyên hộp, nguyên túi và đầy đủ giấy tờ phía trong cái hộp nè. Cần thì rất là mới, nó đẹp. Cái này chưa sử dụng nha mọi người. Chưa sử dụng gì luôn á. Đây, này, trong
Trong túi thì trong cái hộp nó có túi nhá, nó có túi vải này, nó có giấy tờ ở phía trong luôn. Em bị lấy cái cần ra thôi. Cần này của Nissin, hãng của nó là hãng Nissin. Và thông số của nó ở trên hộp đây. Hàng này là Nissin TSC, hàng nội địa của Nhật nhá. Dài 6m3 này, có tất cả là 7 lóng, thu gọn 103 cm, nặng 260 g, ngọn 0.8, góc 21.4. Đấy, thông tin của nó đây. Trên hộp đầy đủ, cây nào nó có hộp thì nó sẽ rõ thông tin nhé. Giấy tờ trong này, túi sách trong này. Đó, nó có hộp đầy đủ hết nhé. Rồi chi tiết cần. Cái này thì cái phần chui của nó này, chui của nó là dạng chui cuống nhựa như thế này nhé, mà nhựa với sợi mây. Bát Fury EPS6. Đây, Nissin TFC CG 6m30 nhé, nặng 260 g. Cái này trên hộp đủ thông số nên em không có đo lại nhé mọi người. Phôi của nó đây. Cái này nó tới hai cái chụp, cái chụp nhỏ, một cái chụp lớn bên ngoài. Ngọn này 0.8 ly. Tháo cái chụp nhỏ này ra. Đây, cái này nó hai chụp. Khoen của nó là khoen Fury hết nha mọi người. Đây, khoen của nó đây. Khoen Fury, cái này gồm 2 nè, 4, 6, 8, 10, 12 khoen cả đầu bu. 12 khoen bao gồm cả đầu bu nhé. Ngọn số 1, ngọn nhỏ, mảnh. Ngọn này em đo là ngọn 0.8 ly nhé. Ở trên cần nó có thông số rồi. Đây, có nóng bên trong. Cần nguyên bản nha mọi người. Cần nguyên bản hết, còn rất là mới đẹp luôn. Phôi này. Bằng sáng vật rất là mới. Lóng thứ 3 của nó đây. Lóng thứ 3 nhé. Bốn này hầu như nó không có trầy xước gì luôn á mọi người nhé. Mới đẹp, khách có thể mình về hạ cần tay hoặc là mình câu ISO nhé. ISO cần ISO này 6m3 của Nissin. Tổng thể của cần như thế này. Cây này mã của nó là mã số 5. Cây số 5 này em bán với giá là 1 triệu nhé. Cần số 5 giá 1 triệu. Giá 6m3 nhé. Rồi tiếp theo cây số 6. Hộp nó để em bỏ vào sau. Rồi cây số 6 là một cây cần sắp lỡ. Cây này là dòng cần Daiwa đời mới nhé. Daiwa đời mới. Dòng cây này là một cây cần của Daiwa Liberty Softwing. Đây, Daiwa Liberty Softwing. Thông số là 20 và cứng là 3, dài là 3m3, cứng 20. Phần chui của nó là dạng, cái này là dạng chui vặn như thế này nhé mọi người. Đấy. Daiwa Softwing. Phôi của nó này. Dòng này hàng Việt Nam xuất Nhật. Hàng Việt Nam xuất Nhật nhé. Tem nhãn của nó đây. Bát Fury. Fury FS6, cây này ngoại hình rất là mới nha. Rất là mới đẹp, có túi đầy đủ. Nó không có hộp. Khoen đây, nó là khoen Fury loại xám hết. Cần gồm 2, 4, 6 khoen cả bu. Bộ cứng 20, 3m3. Cái này phần ngọn là 1.5 ly. Cái này thì nó có cái màu sấm chì nhé mọi người. Phôi thì là phôi carbon xoắn hết đây. Đồng bộ màu từ gốc tới ngọn hết. Màu xám chì, xám đen ấy. Thôi rất là ok luôn nhé. Mới đẹp. Lóc cần Softwing Daiwa. Cứng 20, 3m3. Chui của nó như thế này nhé.
Rồi tổng thể ngoại hình của cần đây. Cây này là mã số 6, nặng 280g, thu gọn là 78cm. Cây số 6 này có giá là 850.000. Mã số 6 giá 850. Tiếp tục mã số 7 nha. Số 7 là một cây đai hoa luôn. Cây này là cũng là một cây cần đai hoa carbon 2 da. Dòng bao mét nha, dòng đai hoa bao mét. Thông số là 50 và dài 3m3. Chưa của nó này. Logo của nó đây, trường phần chưa đai hoa phần này nhá. Đây, carbon wicker bao mét cứng 50 3m3. Cái này nó có kiểu dáng như thế này này. Phần góc nó dẹp dẹp như thế này nhá. Phần tem nhãn của nó đây. Pad của nó là pad của đai hoa luôn. Đấy, dòng pad hàng đời cao của đai hoa nha mọi người. Tay cầm phía trên này là mút xốp. Khoen. Cần này thì toàn bộ các khoen cần nó là khoen Furi nhá, Furi loại xám chân đen gồm có 2, 4, 6, 8 khoen, bao gồm cả đầu bu. Đầu bu của cần này là đầu bu Furi Six nhá. Bu Furi Six, còn các khoen nó là khoen Furi. Để em xem thử khoen này có tình trạng. Có một cái khoen này nè mọi người, có một cái khoen này. Này, có một cái khoen này nó bị nứt cái vòng kim loại ở bên ngoài này một xíu nha. Đấy, một khoen này thôi. Đấy, một vòng kim loại này nó bị nứt một xíu này. Cái này gắn keo rồi sử dụng bình thường nha, nó vẫn rất là chắc chắn. Đấy, đồng bộ khoen của nó hết. Cái này thì ngọn của nó là 1.8 ly. Cần này nó có định vị khoen nha. Này, phôi của nó từ gốc tới ngọn nó đều là carbon xoắn này, xoắn hai da, và nó có khoen định vị hết. Đấy, nó có định vị khoen nhé mọi người. Đấy, định vị khoen như thế này. Nó phôi hai da. Lóng hai đây. Phôi rất là mới đẹp. Nó chỉ có một cái khoen đó nó bị hơi nứt nhạy cái vòng kim loại một tí thôi. Cái lóng bên trong rất là mới luôn. Ngóc cần. Hàng power mét. Cứng 50 nhé, dài là 3m30. Rồi tổng thể của cần nó như thế này. Mã này là mã số 7, nặng 290g, thu gọn 93cm. Cây số 7 này em bán với giá là 1.200.000. Cây số 7 giá 1.2 triệu. Tiếp theo cây cần số 8. Số 8 cũng là một cây cần rút luôn. Cây này 50, cứng 50, dài 3m6, màu trắng nha. Cây này thì các góc lóng ngoài của nó là màu trắng sữa. Chui này. Chui là chui vặn. Góc đây, phần cắn hở, tay cầm ở đây mút xốp. Bát là Furi vách vặn nha, dòng vách vặn Furi. Mút xốp màu xám. Thông số của cần này là cứng 50, dài 3m6, hàng của Rochet. Rochet này là dòng hàng của Trung Quốc xuất Nhật. Trung Quốc xuất Nhật nhưng mà nó là khoen bát Furi nhé. Hàng Trung Quốc xuất Nhật chứ không phải là dòng hàng Trung Quốc, hàng bán trôi nổi nha mọi người. Đấy, 2, 4, 6, 8 khoen cả đầu bu. Khoen tất cả là khoen Furi loại xứ xám nha. Đấy, khoen của nó đây, Furi xứ xám hết nè. Khoen này thì nó không có cái, không có bị nứt khoen hết nha. Khoen ok, không có khoen nào bị nứt. Cái này ngọn là 1.8 ly, độ cứng 50 nhé, dài 3m6. Ngọn của nó thì nó có màu trắng như thế này. Ngọn trắng. Từ lóng thứ hai thì nó có cái phần ngọn, lóng thứ hai là nó màu đen nha. Ngọn nó sơn màu trắng như vậy. Lóng 3 này. Cần này có tất cả là 4 lóng. Phôi cần thì còn rất là ok. Chày xước ít. Rô chớp này. Cứng 50, dài là 3m6, có tất cả là 4 lóng. Khoen bát Furi. Rồi hình tổng thể của cần nó như thế này. Thì cây cần này là mã số 8 nha. Số 8 này nó có cân nặng là 322g, thu gọn 100cm nha. Thu gọn là 1m, cứng 50, dài 3m6. Số 8 giá 700 nha mọi người. Số 8 giá 700. Tiếp tục cây cần số 9. Số 9 là em có cây khoen lớn. Cây ISO khoen lớn 4m5. Đây, cây này màu đỏ đen cũng còn khá là đẹp luôn. Cây này khoen bát Furi hết, hàng của nó là Westnow, dòng này của Hàn Quốc nha mọi người. Westnow này, phần chưa của nó đây.
chu của cần nó là phần chu vặn. Đây, hãng của Quýt nè. Phần gốc cần này nó có độ lớn là 25 ly nhé. Bát Fury S7 dài 4,5 m, có tất cả là 5 lóng và hàng này là made in Korea. Đây, made in Korea nhé. Tem nhãn của nó đầy đủ, màu đỏ đen. Khoen bát đều là Fury. Cần này thì gồm 2, 4, 6 khoen, bao gồm cả đầu bung. Tất cả là Fury lõi xám. Cần còn khá là đẹp nhé. Ngọn này, cây này nó tầm khoảng là ngọn số 4 nha. Phần ngọn em đo là 2 ly 1. Cây này tầm ngọn số 4 và dài là 4,5 m. Có lóng bên trong đây. Đấy, lóng trọc, lóng ngọn này. Lóng 2 đây. Lóng 2. Lóng 3 của cần. Cái xước rất ít nha mọi người, có những cái vết xước dăm nhẹ nhẹ như thế này thôi này. Giống như xước cát thôi, nhẹ thôi. Đấy. ISO khoen lớn 4,5 m. Ngọn của nó tầm ngọn số 4. Rồi tổng thể cần đây. Cái này là mã số 9, nặng là 426 g, chiều dài thu gọn là 100 cm nha, giá 850. Mã số 9 giá 850.000. Tiếp theo, mã số 10. Số 10 là một cây, cái này là một cây khoen nhỏ, hàng của bao lớp NFT. Ngọn số 2, dài 5,4 m nhé mọi người. Hàng NFT. Chui của nó này, cái này có phần lóng gốc nó nhỏ gọn. Cây này thì phôi của nó là chất carbon xoắn toàn thân, hàng NFT đây. Gốc gần ở đây có độ lớn là 19.9 x 20 ly. Bát Fury F7. Bát của nó là Fury F7 này. Ngọn số 2, dài 5,40 m này. Hàng này made in Singapore, NFT, carbon xoắn, phôi xoắn là sao như thế này nhé. Nó có cái đầu chụp gương như vậy. Cái này nó cũng toàn bộ là khoen Fury hết. Tất cả nó là khoen Fury xứ xám nha mọi người. Đây các khoen của nó. Cây này gồm có 2, 4, 6, 8, 10 khoen cả bu. 10 khoen bao gồm cả đầu bu. Ngọn số 2, dài 5,4 m. Ngọn cái này là 0.8 ly nhé. Ngọn 0.8 ly. Đây. Phần ngọn của nó này. Ngọn cần. Lóng thứ 2. Lóng 2 đây. Đấy, phôi bên trong nó cũng còn rất là mới đẹp nhé. Lóng 3 này. Dòng bao lớp NFT thì nó đặc trưng cái phôi của nó là phôi xoắn lò xo như vậy. Đấy, nó còn rất là mới luôn. Góc cần đây, bao ở lớp 2, 5,4 m, quen bát Fury, đầy đủ tem nhãn nhé. Tem nhãn là đầy đủ phần góc này. Rồi tổng thể của cần nó như thế này. Cái này mã số 10, nặng 228 g, thu gọn là 102 cm. Cần số 10 giá 1 triệu. Cần số 10 giá 1 triệu. Tiếp tục, cây 11 em có là một cây của Nissin. Cây này thông số là ngọn số 2, dài 3,6 m nhé. Cây này nó kiểu dáng nó rất là nhỏ gọn luôn. Lóng dài 3,6 m, lóng dài dòng ISO. Phần góc này chui nó cũng là chui vặn. Hàng Nissin đây mọi người nhé. Màu của nó là dạng màu bạc ánh nhũ. Góc này, góc này chỉ có là 19 ly thôi. Bát là dòng bát kẹp stainless, free stainless. Cái này ngoại hình cũng còn đẹp. Tem nhãn đầy đủ. Ngọn số 2, 3,6 m. Nissin đây đây này. Rotex ISO. Nó thon dần về phía đầu lóng ngọn như thế này nha. Và nó cũng có chụp gương đi kèm theo cần. Cái chụp gương này thì cây nào nó về nó có chụp gương thì em sẽ bỏ nhé. Còn không thì nó chỉ có cái chụp chụp màu đen kia thôi. Còn cái chụp gương này thì không phải cây nào nó cũng có. 2, 4, 6, 8 khoen cả bu. Cây này thì tất cả nó là khoen Fury xứ xám hết nha.
từ cái bu với ba cái khoe ngọn, người ta sơn cái màu trắng dạ quang ở phía đầu đầu khoe nhé. Đây cái này người ta xịt sơn nha mọi người, xịt sơn dạ quang vào thôi chứ không phải là nó bị cũ hay gì đâu. Ngọn cái này là 0.9 ly, ngọn số 2 3m6 mixing, phôi của nó như thế này. Phôi mixing lóng thứ hai đây, nó lóng bên trong thì nó màu đen, ngoại hình mới đẹp. Đấy. Em view các lóng bên trong cho mọi người xem kỹ, xem như vậy nó dễ hơn xem hình đấy mọi người. Ngọn số 2 3m6 nhé, tem nhãn đây, bát Fury Stainless. Cái này nó rất là nhỏ gọn luôn, tổng thể cần. Mã này là mã số 11, nặng 124g, thu gọn 105 cm. Cây 11 này 700.000 nha mọi người. Mã số 11 này em để giá 700.000. Cây tiếp theo này, số 12 này. Số 12 này cây Daiwa, cây này carbon hai da đẹp nè. Cái này hôm trước em có bán một cây, nó mới hơn cây này một xíu. Thì khách nó hỏi họ rất là nhiều cây này, em về được thêm cây này nhé. Dòng này ngọn số 3 và 3m6 này, khách hỏi em nhiều nhưng mà nó về được có mỗi một cây à. Ngọn số 3 và 3m6 của Daiwa. Dòng này Daiwa của Nhật luôn nha mọi người. Đây, Daiwa hàng Nhật này, ngọn 3m6. Dòng này là cần carbon hai da nhé, nhưng mà cây này nó ngoại hình nó có trầy xước nó. Ở lóng góc nó có một vài vị trí nó tróc sơn á. Pad của nó này, pad Daiwa nhé. Đây, phô như vậy. Đây nó dạng như nó mờ cái thông tin ở đây một xíu này. Vẫn thấy lực là 360 nhé. Đây, nó có thông tin ở đây. 3360 ở đây. Gọi đây nó hơi bị mờ này. Nó có bị bong tróc sơn. Phôi cái này nó là phôi hai da, phôi xoắn. Khoen cái này nó là khoen xích nha mọi người. Khoen xích, nó có chế độ zoom. Cái này nó có chế độ zoom. Đây tất cả nó là xích đen hết. 2 này, 4, 6. 2 4 6 8 10 khoen cả bu. 10 khoen cả bu nhá, ngọn số 3, 3m6. Ngọn cái này là 0.9 ly. Cái này khoen của nó có một cái khoen này nè mọi người nhé. Khoen này là nó dán keo cái phần khoen này này, nó kiểu như là nó hơi bị nứt rồi, nó dán lại, nó về là nó đã như vậy nè, chủ cũ người ta dán rồi nhé. Nó chắc chắn lắm mọi người, nhìn nó thì nó không được đẹp mắt thôi chứ còn nó vẫn rất là chắc chắn. Đấy, màu của nó là nó đồng bộ màu từ trên xuống dưới nha, màu giữa xanh xám xám như thế này. Cái dòng này thì em bán nhiều ha, nhiều cái cây như thế này lắm rồi. Đấy, khoen của nó là khoen xích nhá, phôi nó phôi xoắn hai da hết. Cái lóng bên trong mới đẹp, cái này chỉ có hơi bị xấu cái lóng góc một xíu thôi. Ở đây nó có một cái gờ nên là mình có thể zoom cái vị trí này này. Zoom này 3m6, rút hết dài hết ra là 3m6. Còn mà zoom lại như thế này thì cái lóng góc này em đo là 80 cm, thì tầm khoảng là 28 nha mọi người. 28 có thể sử dụng size 28 và 36. Thì cái lóng này có cái gờ, người ta thiết kế cái gờ zoom này. Đấy, đây là lóng kề góc của nó đây, bằng sắn nha. Còn phía trên này người ta sơn, mình không có thấy được, sơn màu phủ màu xám như thế này này. Các lóng bên trong thì còn khá là ok, đẹp. Còn các lóng ngoài thì có trầy xước nha. Này, có một vài vết tróc sơn nhẹ nhẹ như thế này này. Đấy. Cái thông tin ở đây nó bị mờ. Mờ một xíu. Dòng bao mét Wicker nhé. Daiwa. Ngọn 3, 3m6 hàng của Nhật. Rồi, tổng thể cần nó như thế này đây. Cái này là mã số 12, nặng 148g. Thu gọn là 83 cm, cần 12 giá 900. 12 giá 900. Tiếp tục mã 13. 13 là một cây dây trong 3 khúc. Cây này rất là mới luôn, đẹp lắm nha mọi người. Hàng của Olympic, cứng 80 và 3m9 3 khúc. Cây này rất là mới luôn nha. Đây, chi tiết của cần này là tổng thể 3 khúc như thế này. Góc này, chui của nó này, tem nhãn đầy đủ,
Olympic Holder Sport. Cái này cái góc ở đây nè, độ lớn phần góc ở đây là 21.5 ly. Pad của nó là pad Fury nhé. Tay cầm mút xốp màu xám. Thông số là 80 và dài 3m9. Đây, hàng của Olympic nè. Trắng như ngọc trinh luôn. Khoen của nó đây là khoen xích nha mọi người. Đấy, khoen dẫn nè, khoen xích nè. Khá là mới đẹp. Sứ dẫn của cần nó là sứ xích luôn. Phôi cần này. Cái này mới lắm. Khách có thể mình lên khoen đánh. Ok. Bu cũng là đồ bu xích luôn. Ngọn cây này là 2 ly 3, 2 ly 4. Ngọn 2 ly 3, 2 ly 4 nha mọi người. Cứng 80 nó khá là cứng rồi đó. Cần dây trong cứng 80. Tổng thể nó là 3 khúc màu trắng như thế này. Trắng phối màu đen nhá. Nhìn cái cần nó rất là màu của nó rất là đẹp. Tổng thể mã số 13. Nặng là 362g. Cứng 80, dài 3m9. 13 này giá 900. 13 giá 900 nghìn nhá. Đây, ngoại hình của nó đây. Giá 900 nghìn. Tiếp tục mã số 14. 14 là một cây cần 3 khúc. Cây số 14 là cây 3 khúc của Daiwa. Dòng này nó cũng là cần phôi carbon 2 da xoắn. Dòng của carbon wicker nhé. Đây, tổng thể 3 khúc như thế này. Màu đen, cây này là màu đen. Góc này. Phần chưa của nó là phần chưa như thế này, chưa màu đen nhé. Dòng Daiwa. Cây này là xoắn từ gốc tới ngọn luôn nhé. Holder lock. Pad của nó là pad vặn, pad Fury. Tay cầm mút xốp. Cứng 30, dài 3m nha mọi người. Đấy, cả bông wicker màu đen nhé. Phôi hai da xoắn ít hết. Có một vết tróc sơn nhỏ nhỏ ở đây. Đây, ở đây nó có một cái vết tróc sơn nhỏ nhỏ này. Đây, nó vận chuyển về đó, nó trầy nó tróc. Đây, ngọn và lóng giữa của cần. Khoen của nó thì toàn bộ là khoen Fury nhé. Khoen Fury xứ xám. Và phô nó là phô hai da này. Phô xoắn từ góc tới ngọn luôn. Đấy. Còn nguyên bản mới nhé. Bu xích này. Bu rất là lớn. Đồ bu Fury xích. Còn phôi của cần là phôi carbon xoắn hai da như vậy nhé. Rồi ba khúc nó như thế này. Thông số của cây này nó là cứng 30, dài là 3m, dòng Daiwa carbon wicker, nặng là 356g nhé, mã số 14. Mã số 14 này giá là 1.300.000. Quen bát Fury, phôi cần là carbon 2 da hết nha. Đấy, bộ xích, giá là 1.300.000, mã số 14, tổng thể 3 khúc nó như thế này. Tiếp theo mã số 15 nha. 15 là một cây cần Shimano. Cây này cũng là phôi xoắn này. Xoắn gân guốc toàn thân luôn 2m7. Tổng thể đây. Chưa của nó này. Phôi xoắn này. Tem nhãn đầy đủ nha mọi người. Hàng của Shimano Tomorrow Taco màu đỏ. Pad Fury FPS DM2. Dài là 2m7 nha mọi người. 2m7 này. Đây nó vết bẩn, bẩn dính nha. 2 Power Super. Phôi của nó đây, phôi carbon xoắn như thế này. Xoắn gân rất là đẹp nha. Này vết bẩn. Khoen cây này nó là khoen Fury lõi xám nha, có vòng phát quang. Có vòng phát quang bên ngoài như vậy. Phần ngọn cần đây. Cái này thì thông số độ cứng là cứng 40-60 nha. Khoen toàn bộ nó là Fury dạ quang hết. Phôi của nó này. Còn nguyên bản nha mọi người. Khoen nó tất cả là dạ quang này. Ở phần phía trên này là nó tháp ngọn sợi thủy tinh nha. Ở đây là cái vết băng dính này mọi người nè.
vết băng dính nó bó phần gốc và ngọn lại, em tháo ra em chùi chưa, nó lau chưa có sạch đấy. Đấy, vết băng dính này, cái này không có trầy nhá, cái này nó còn đẹp lắm, chủ yếu là vết băng dính nó dính. Bu cũng là đồ bu furi luôn. Cái này ngọn là 2 ly và độ cứng cây này là độ cứng 40, cứng 40 60 nhá mọi người. Đấy, ngọn của nó này. Cần của Shimano. Shimano Tomorrow carbon xoắn hai da nhá, xoắn X rất là đẹp luôn. Da 2,7 m, mã số 15 tổng thể đây. 15 nặng 288 g, giá 1,4 triệu nhá. Mã 15 này giá 1.400.000. Tiếp tục mã số 16. 16 em cũng có một cây của Shimano. Cây này nó cũng rất là mới đẹp. Đấy. Khoen lá nha, khoen furi xích lá mới keng luôn. Cây này có túi nữa, có túi này em tháo ra rồi. Phần chua của nó này, cây này màu xanh nhá, màu xanh đen, à xanh xanh màu xanh này. Trên video là như thế nào để bên ngoài màu xanh như vậy luôn á. Shimano bát của nó đây, bát furi Shimano. Đây cầm mút xốp, thông số là cứng 50 và dài 3 m nha. Khoen lá hết, toàn bộ nó là dạng khoen lá nha. Đấy, cái này là dạng kiểu cần cắm như thế này. Đấy, cắm như thế này mọi người. Nó sẽ cắm không hết nha. Thì sau một thời gian sử dụng thì mọi người mới cắm, nó mới cắm khớp được nha mọi người. Người ta tính toán hao mòn kỹ thuật rồi nha. Chứ không phải là như thế này, em bị trường hợp cũng có ship hàng đi như thế này, khách bảo cần lỗi trả về nha. Thì mọi người lưu ý giúp em, cái này là không phải lỗi nha. Đấy, cái lóng nào người ta, nếu mà cái thiết kế kiểu cắm như vậy là nó sẽ không có, vì cần còn mới đó, ít sử dụng đấy, cắm nào cũng vậy hết. Đấy, em từng bị khách trả hàng vì nói lý do như vậy là cần bị lỗi rồi, nên là em nói luôn ở video để khách xem chốt cây này thì mọi người lưu ý nhé. Đây là cái phần gốc của nó nhé, cứng 50 dài 3,3 m, cứng 50 dài 3,3 m. Phần còn mới đẹp, khoen lá hết. Ngọn và lóng giữa. Đấy. Và mới nhé. Tất cả nó là khoen lá hết. Rất là nhiều khoen nhé mọi người. Bu cũng vậy, bu cũng là khoen furi xích lá luôn. Ngọn ly 7, cái này cứng. Đấy, phần ngọn của nó là như thế này. Phần ngọn nhé. Thông số độ cứng của cây này là 50 và 3 m. Cứng 50, dài là 3 m, màu xanh, rất là mới đẹp. Này có túi đầy đủ nha mọi người. Rồi tổng thể của cần như thế này. Mã 16, nặng là 306 g. Cây này giá 1,2 triệu. Giá 1.200.000, mã số 16 nhé. Cần Shimano khoen lá rất là đẹp luôn. Tiếp theo cây số 17. 17 cũng là một cây của Shimano. Đấy, cây này là thể loại cần cắm gốc 3 khúc nha. 3 khúc cắm gốc. Đấy, cây này nó có cái đây, cây này nó cũng rất là đẹp. Đấy, dòng 3 khúc cắm gốc như thế này. Nó chiều dài là 3 m nha, màu xanh. Đấy, cây này phần ngọn nha, dạng như cây trong khách câu máy điện nhá, khoen của nó rất là nhiều khoen. Rất là nhiều khoen, và kiểu khoen của nó là furi xích hết, và titan hết. Đây này, phần ngọn của nó này, cái là thuộc dạng hệ cần dẻo nha mọi người. Đấy, mọi người nhìn cái phần ngọn cần giúp em nhé. Là thuộc hệ cần dẻo 3 khúc cả cắm gốc như thế này. Nó có thông số đầy đủ hết. Đây là một cây cần của thương hiệu Shimano. Đây, hàng của Shimano. Nó bị mất nét nha. Đây mọi người, Shimano nhé, dòng Shimano Bow Game. Đấy, Shimano Bow Game nhé, rất nhà nhỏ gọn, 33 m, 30-300 cộng B này, mã cốt đầy đủ, made in Indonesia. Đấy, made in Indonesia nhé, nó mất nét nhỉ, hơi bị khó thấy, để em canh lại đây. Đấy, ở trên này nó có rất là đầy đủ thông tin nha. Shimano Bow Game 30 300 cộng B,
hàng made in Indonesia, tem nhãn đây mọi người nhé. Góc của nó là cấm cấm góc như thế này. Đấy, và rất là mới. Phần góc này. Tay cầm ở đây mút xốp cái kiểu như thế này. Pad là của Fury, pad phẳng Shimano nhé. Đó, như phần góc của nó đây. Ngọn này. Khoen của nó này. Khoen xích nhé, dòng chân khoen titan. Cái này, cái phần lóng giữa này nó là có 4 khoen. 4 khoen nhé. Cây này còn rất là mới đẹp. Nó khoen nguyên bản không lỗi nha, khoen không có lỗi gì hết. Cái phần ngọn của nó đây này. Phần ngọn của nó đây, cũng rất là nhiều khoen trên phần ngọn này. Toàn bộ là khoen xích hết nhá. Trên này là khoen xích một chân. Bu vậy, bu nhỏ 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 khoen. Cây này có tất cả là 18 khoen. 3 mét cấm gốc. Ngọn nhỏ nhá, ngọn ly thôi. Bu này. Đầu bu của nó đây. Phần ngọn cần đây mọi người nhé. Đây, thuộc về hệ cần dẻo nhé. Tổng thể cần, cần còn rất là mới đẹp. Cái này mã số 17, nặng 260g, giá 1.300.000. Giá 1.300.000 nhé mọi người, mã số 17, giá 1.300.000. Cây cuối cùng số 18. 18 thì em có một cây cần một khúc để cho mọi người câu trolling. Câu trolling, câu đáy nhé. Cây này là hàng Shapeville của Mỹ. Một khúc, dài 1m75. Nó khá là cứng luôn, khoen... khoen rồng rọc nhé. Phần góc của nó là góc nhôm này. Ở đây thì nó bọc cái, ở ngoài thì nó bọc mút xốp. Pad của nó là pad nhôm luôn. Ở đây nó hơi bị tróc sơn này. Đây, đây nó bị tróc sơn nhé mọi người. Đây, tróc cái sơn thôi. Pad nó là pad nhôm vặn. Tay cầm của nó là mút xốp nha. Đấy. Hàng này là của Shapeville, nó nằm ở vị trí này. Shapeville nè, Uli Stick. Cây này 50LB nhé, tải 50LB. Big Water, khoen của nó là dạng khoen rồng rọc. Cái vòng, cái con lăng của nó là con lăng xứ gâu. Đấy, khoen rồng rọc. Cái này vệ sinh khoen hết trơn rồi nha mọi người. Cái này khoen về mọi người chỉ có xài thôi. Cái này bên em vệ sinh kiểm tra con lăng hết rồi. Đấy. Khoen rồng rọc hết. Nó là khá là cứng luôn. Bu của cần đây. Cái phần ngọn ở đây thì em đo nó là 6,5 ly. 6,5 ly dài 1m75 mà một khúc nha. Một khúc. Đây, độ cứng của nó này. Ứng tải của nó là 50LB. Nó rất là cứng nhá. Đây, em ứng hai tay xuống. Tổng thể của cần đây. Câu trolling, câu đáy. À, mã 18. Nặng là 558g. Dài 1m75. Cây này em bán giá 1.500.000 nha mọi người. Mã số 18 giá 1.500.000. Rồi, em vừa giới thiệu với mọi người tất cả là 18 mã cần. Thì mọi người xem và mọi người có nhu cầu đặt hàng, vui lòng chốt giúp em qua số điện thoại là 0932455407 nha. Hoặc là nhắn tin vào Zalo để chốt đơn hàng giúp em nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người.